Tìm ra xong rồi trên lên anh cho em mượn cái dao. Ôi đã lên đơn hàng rồi à? Đang cách rồi. Cho em mượn cái dao. Chồng với nhau, em xếp chồng với nhau. Ba con. Có ba con, mỗi con có thêm hai cái này nữa.
Nhìn thấy không? Nhìn có thành một khuôn này. Bằng bằng thế này luôn à? Bằng thế này luôn. Đúng rồi. Em nhau không được bọc một vào thôi. Cao hơn tí đấy. Nhưng mà sợ đi hàng không đi được. Giờ là Hàn Quốc rồi. Đáng thì như thế này thì chắc không được. Đi đợt đâu ấy? Long. Anh bố trí cho một con xe đi trực tiếp luôn. Em giám đốc cả giám đốc cũng không đi được trực tiếp, em cho đi thì nó sẽ hỏng hóc thì cũng khó. Này mình cứ test kỹ mà. Xong rồi tôi để nguyên thùng làm gì đâu. Nếu quan trọng là anh có đi được ngay vào trong đấy luôn hay không, hay là lấy xong lại để ở ngoài này. Em giờ đi chắc chắn là trung tâm nó không cho đi rồi. Cứ đi để ở ngoài này thì làm nào giờ thế, làm nào giờ ra Tết Khanh mới nhận được. Ra Tết Khanh nhận được rồi, mình chuyển rồi thì nó khác. Đúng rồi. Thì bảo bây giờ Việt Châu bót bây giờ người ta không nhận thì làm nào. Đúng rồi, mấy cái trong số này. Trung tâm này nó đơn giản. Nhưng mà để trung tâm thì ngon. Đóng cho anh con này, này Tuấn Tùng ơi. Đóng lại cho anh con này cái này. Thay bà gì? Thay ngọc. Hỏi cho gói là nhanh hơn. Hỏi cho gói là nhanh hơn. Mà máy cũng nhanh được. Không nhanh được máy. Cái gì? Lên nguồn sấy. À, xem khách bên kia họ có hỗ trợ ra đầu bên đấy họ lấy luôn. Nhưng mà bác Sài Gòn thì chắc không có nó sẽ vào trung tâm quận 4. Nó không vào Sài Gòn. Sài Gòn nó là mỗi riêng Sài Gòn một trung tâm. Vĩnh Long nó thuộc cùng, nó không vào trung tâm quận 4. Nó không vào Sài Gòn. Từ nay nếu mà vào Sài Gòn thì chắc là đến 278 tức là bên em không gai khác. Năm nào cũng thế. Ra Tết thì mùng mấy tháng? Ra Tết thì bắt đầu em làm việc từ mùng 6. Mùng 6 mình đi rồi thì đấy em làm việc. Lên trung tâm nó lại không có đi, nó để đấy có